Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một mẫu đề cổ của Sanio, một hãng âm thanh của Nhật, mã là 1960K. Con này tôi bán giá 3,5 triệu đồng rồi, giá rất mềm cho bác chơi một mẫu đề cổ. Vậy tại sao? Bởi vì nguyên cái phần radio này này, nếu mà các bác muốn mua một cái thớt không radio mà có full 108 này, rẻ rách trên thị trường nó phải bán 3 triệu nếu 108 này. Còn những cái thớt mà 90MHz đã trên 2 triệu. Mà đây được cả âm ly. Cả âm ly đánh hai đôi loa A, B, A cộng B. Đây tôi nhập được lô về nên là tôi để giá mềm của bác chơi thôi. Âm ly này có chỉnh bát chép cân loa, lao lớt đầy đủ. Loa A, loa cộng A, B, A cộng B, hàng xuất Mỹ. Điện 120V, hàng nguyên zin 100%, lau chùi chạy ngay. Đây là thông số kỹ thuật 120V, sản xuất tại Hàn Quốc, 85W, âm đi cổ, sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Đây, tem cho thị trường Mỹ, châu Âu nó có những cái tem như này. Sản xuất tại đâu thì là đơn giản thôi, không quan trọng. 8 ô. Tôi sẽ mở nhạc mời các bác nghe. Chất âm đi cổ thì không cần công suất lớn làm gì cả, nó đánh cực hay luôn. Đôi loa to thì nó đánh rất nhẹ nhàng bởi vì nó âm đi cổ. Mà lời nguyện còn vang. Đây, nhích nhẹ một chút nha. Đang ở số 5 ở giữa đúng không? Tôi sẽ lên số 6 như vậy. Đã to như vậy rồi. Hai vạch rồi. Nhớ hôm nào hẹn ước dưới trăng đầy trong khoe mắt long lanh anh kẻ bạo còn tương đối đẹp luôn. Mặt tiền trên này thì nó xích nhẹ một tí này, nhưng với cái giá này thì quá rẻ cho một món đi hay. Lúc non sông cần trái buồn mà chi em mãi anh về trong nắng em đừng vì chia ly làm nặng chi nam vội lên đi cùng quá rẻ với một mẫu ly như này mà bán giá có 3,5 triệu. Qua đây là có hàng tôi nhập theo lô mới giá được như vậy các bác nhé. Nếu mà nhập lẻ những con này thì bán giá sẽ khác hẳn, khác hẳn rất nhiều. Rẻ rách con này nếu nhập lẻ bán giá nó phải 5 triệu trở lên. Bởi vì chất âm quá hay, âm đi cổ thì không nói các bác. Nói nhiều quá cứ khen hay, con nào khen hay thì nó đúng là thành thừa. Nhưng mà phải nói âm đi cổ, các bác chơi không phải nghĩ về chất âm luôn. Đôi vai gánh nặng chỉ cách xa vì ngày vui. Tôi sẽ mở sang radio mời các bác nghe này. Radio bắt nét căng 108 lên rất nhiều đài. Nghề yêu thích của cụ cho nên tiếp tục dạy cho các cháu nhỏ ở nhà. Thì và đã xuất hiện, thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện cái vấn đề khàn tiếng. Thế thì bà vâng, cũng đã điều trị bằng các rồi. Cái bài 3,5 triệu ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển 10 triệu. Xin chào.